Thưa quý vị, công tác tuyên truyền nội dung công văn 4537 để người dân nắm rõ và thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định. Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh khi đồng chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố với sở, ngành, quận, huyện vào ngày hôm qua, ngày 22 tháng 7. Qua đánh giá, các ca mắc mới tăng lên mỗi ngày, chuỗi lây nhiễm của công ty điện tử Việt Hòa vẫn có nguy cơ cao. Vì thành phố mở rộng xét nghiệm truy vết trên địa bàn trong những ngày qua đã cho thấy mầm bệnh chủng Delta này lây nhiễm nhanh. Vì vậy, việc giãn cách xã hội tại thành phố là rất cần thiết. Sở Y tế đề nghị các quận, huyện tăng cường kiểm tra, giám sát các chuỗi lây nhiễm trên địa bàn, đồng thời cho biết đến nay chuỗi lây nhiễm của công ty điện tử Việt Hòa cộng dồn lên đến 143 ca, nên đề nghị tăng cường giám sát chuỗi này chặt chẽ và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết cho biết, qua thống kê, có 12 điểm có nguy cơ cao, nên đề nghị ngành y tế và địa phương tập trung vào những điểm này, khẩn trương truy vết, xét nghiệm, phong tỏa nhanh để kịp thời xử lý các ca mắc trên địa bàn. Qua kiểm tra thực tế, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá, người dân vẫn chưa nắm rõ nội dung công văn 4537, nên nhấn mạnh các quận, huyện tập trung triển khai công tác tuyên truyền cơ sở, tăng cường độ và đa dạng hóa công tác tuyên truyền hơn nữa. Tôi đề nghị là ngoài cái thông tin tuyên truyền trên cổng tổng đài 1022 mà chúng ta đã có, ngoài trên mạng xã hội các cái phương tiện thông tin đại chúng, thì cái hình thức thông tin tại cơ sở nên được nhân rộng. Thì đề nghị là bây giờ mỗi tổ dân phố hoặc mỗi cái tổ Covid á, lấy cái loa kẹo kéo á, bỏ cái file âm thanh này vô và để mỗi chỗ như thế cho phát 2-3 lần, sau đó đoạn đem tới cái chỗ khác phát như thế. Thì thấy là tăng cường về cường độ tuyên truyền như thế này thì người dân mới cảm thấy là người ta chuyển biến và có cái thay đổi về nhận thức được. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng thống nhất thành lập các tổ xử lý các trường hợp vi phạm biện pháp phòng chống dịch của thành phố và các quận huyện cũng thành lập các tổ này. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhận định tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Ngoài việc đảm bảo triển khai thực hiện theo đúng công văn 4537, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các sở ngành địa phương huy động lực lượng, tập trung triển khai truy vết, xét nghiệm và điều tra dịch tễ của các ca bệnh. Liên quan đến việc tiêm phòng vaccine phòng chống COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhận định các đợt tiêm vaccine thành phố triển khai đều an toàn, đồng thời nhấn mạnh số lượng tiêm vaccine trung ương cấp thành phố là có hạn. Chưa có đơn vị nào tiếp cận vaccine qua doanh nghiệp, tất cả đều thông qua Chính phủ, Bộ Y tế. Đồng thời, số lượng vaccine về các đợt đã được thành phố tiêm đúng đối tượng, đúng kế hoạch và kịp thời, không để xảy ra chuyện quá đắt vaccine. Những người tiêm mũi 1 rồi thì theo quy định sẽ được tiêm mũi 2 theo kế hoạch, tới đây sẽ tiêm. Như vậy rằng đó rằng là công tác tiêm vaccine của thành phố Đà Nẵng là tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của trung ương. Không khéo là có một số người nói là vaccine như Đà Nẵng rằng là tiêm số lượng ít thì 10 lọ thì tôi tiêm 10 lọ chứ tôi có đâu 10 lọ tôi mới tiêm tôi 12 lọ cũng được. Cho nên là hiểu không hết thì đâm ra có một cái sự hoài nghi không đúng. Giao cho ngành y tế triển khai cái kế hoạch tiêm vaccine này đúng theo tiến độ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các chốt kiểm soát dịch tại cửa ngõ thành phố đảm bảo lưu thông hàng hóa, giao Sở Xây dựng kiểm tra các công trình xây dựng lớn thực hiện việc giãn cách và thông điệp 5K, đặc biệt là khu vực sinh hoạt của công dân đảm bảo phòng chống dịch.